năm cảm thấy rất là vui. Một phần là tại vì cuối cùng là mình cũng đã hoàn thành xong quyển sách này. Tại vì mình cũng có hứa từ năm 2020 rồi với bạn fan cũng như độc giả yêu mến những gì mình viết. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng xong năm 2023. Thật ra cái thời gian viết không phải là dài đến 3 năm đâu. Tại vì mình cũng nhiều việc quá nên mình cứ là viết xong rồi là mình lại ngưng. Rồi mình lại viết tiếp. Xong rồi có 2 năm dịch mình rảnh quá thì mình lại có nhiều thời gian để hoàn thành tác phẩm này hơn. Rồi ở giữa nó cũng ở những phần cuối thì mình cũng gặp nhiều những cái cơ duyên hay ho để mà mình hoàn thành. Thì hôm nay là một ngày rất là vui bởi vì cuối cùng mà cũng xong. Và buổi event hôm nay buổi sáng tuy là sáng sớm mới có 8-9 giờ nhưng mà mọi người như các bạn nữ có dậy từ lúc 6 giờ để make up để mà có mặt ngày hôm nay nên mình rất là cảm động. Việc ra mắt sách ở cái thời điểm này, cái cuốn này ở cái thời điểm này nó có ý nghĩa gì với Dung không? Thật ra thì ý nghĩa thì muốn chế thì có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà đối với mình ra được một quyển là vui rồi. Bởi vì bây giờ như mình biết là thị trường sách đâu có sôi động, mà mình lại chọn cái lĩnh vực này, một phần là mình đam mê là chính và cũng mong muốn là tất cả các bạn không chỉ là đọc sách mình mà còn đọc cũng như là ủng hộ người tác giả khác là trên hết. Còn về ý nghĩa đó, để mình chế thì chắc chắn là ý rất là ý nghĩa, bởi vì chị này nó cũng phù hợp với lại đúng ngày sinh nhật của mình là 24/7 nên mình muốn ra dịp này. Thế thật ra là tôi muốn ra đúng ngày 1/6 hoặc là Tết Trung Thu. Mọi người nói hơi bất ngờ, tôi chia đôi thì ra thêm một chương thì tôi nghĩ hôm nay cũng là một ngày rất ý nghĩa để ra mắt. Thì Jun có thể chia sẻ một chút xíu về cái nội dung cũng như là cái đề tài mà mình hướng tới để phục vụ khán giả của mình là như thế nào? Dạ vâng, thật ra trước đó thì những quyển trước đó thì Jun viết đa số là về tản văn, truyện ngắn. Khác biệt chút thì chắc có cuốn 365 những người lạ quen thuộc thì ghi lại những cái hồi ức của mình thôi cùng với nhóm. Nhưng mà đây là chắc là cũng bởi vì trong thời gian mà 7 năm mình tập trung vào những cái công việc khác như là hát rồi biểu diễn game show vân vân nên và hơn hết là biên kịch nên cái thời gian mà mình dành cho văn học nó cũng ít đi, nhưng mà không phải vì thế mà mình chán nó, mình vẫn rất là ấp ủ. Chỉ có điều là thị trường sách ở Việt Nam thì đúng là không có sôi nổi nên mình chưa biết là mình nên theo đường hướng nào. Tại vì thật ra mình cũng lớn rồi nên cái việc mà ra tản văn hay là ra những cái truyện ngắn là mình cũng hơi bị lười. Nên thế là mình nghĩ là thôi thì bây giờ thay vì mỗi năm mình ra một quyển thì bây giờ mình cứ tập trung mình viết cái gì đó cho nó đàng hoàng, xong rồi mình ra đúng một lần thôi. Và bởi vì trong 7 năm qua mình khảo sát với rất là nhiều những người bạn cũng như là những anh chị em làm trong ngành biên kịch như là chị Nguyễn Thanh Vân, anh Bình Phùng Bộ, chị Hoàng Anh rất là nhiều, giúp cho mình học hỏi thêm rất là nhiều khả năng cũng như là kỹ thuật viết về câu chuyện, nên đó lý do tại sao mình muốn kỳ này ra tiểu thuyết. Còn vấn đề là tại sao chọn chủ đề thiếu nhi, nói là thiếu nhi thôi chứ mình ra mọi người cứ nghĩ chắc người lớn mới đọc được quyển này quá tại vì nhiều chữ quá. Là bởi vì bản thân mình cũng là một người rất là thích những cái gì về thiếu nhi. Thông qua những tác phẩm trước đó mình đã cùng biên kịch cùng với các người chị của mình như là Tấm Cám hay là ngày nay Sài Gòn vân vân, nó cũng là những tiền đề để mình thấy được con đường của mình tới. Thì thực ra thì ảo vẫn là cái hướng đi của mình. Còn về nội dung thì mọi người đọc đi chứ bây giờ mình kể ra thì nó ngắn lắm, tại vì văn học thì nó còn những cái khác nữa chứ không phải chỉ là nội dung. Có những cái nhân vật ở trong cái tác phẩm này em lấy ý tưởng từ ai không, bật mí cho chị một vài cái nhân vật? Thực ra thì đối với chương chất liệu của mình đa số là tưởng tượng 100% là trong circle, trong cái vòng tròn của mình thôi, như gia đình, bạn bè, những người bạn, đồng nghiệp và những người mình cũng thích nữa. Nó đều là những cái chất liệu hết. Và tôi nghĩ nếu như mà mọi người bắt đầu đọc và chịu dấn thân vào cái sợi miên man của tôi thì chắc là mọi người sẽ cũng nhìn thấy đâu đó những người thân bên cạnh mình và cũng cả những người mà mình
yêu thích hoặc là không thích, nhưng mà dù sao thì nó vẫn là những cái sự tưởng tượng trong khoảng thời gian mà 2 năm trước của Jun. Những cái đồ vật ở trong nhà, những con mèo, những con chó, hay chỉ đơn giản là những cái món ăn, nó đều là những cái nhân vật trong câu chuyện của em. Việc mà mình chuyển một cái tác phẩm, theo như chị biết là một cái tác phẩm mà theo đặc hàng của chuyện Ngô Thanh Vân, chuyển một cái kịch bản phim mà thành một cái quyển sách như thế này thì có gặp khó khăn gì không, cái việc là mình phá ra rồi mình thay lại không? Dạ, thực ra trước đó thì lúc mà chị biết thì chị nghĩ cái điều khó nhất là bắt đầu thôi. Mình quyết định mình bắt đầu thì cái gì đó cũng sẽ dễ hơn, còn nếu mà mình chỉ cho nó nằm ở trên giấy ở cái mức độ một trang, ý tưởng của mình, idea của mình thì nó sẽ rất khó. Nhưng mà ít nhất là nó đã có tiền đề là cách đây khoảng nhớ như là 4 năm thì chị Vân mình có đặt hàng một cái kịch bản, nhưng mà lúc đó là chị đang tập trung vào Hai Phượng và Chú Sói Đặng Tý, nên cái địa phương này của mình nó vẫn còn nằm trong xếp hàng chứ không phải là nó quên lãng đâu. Xếp hàng thì mình lâu, mà mình thì tính mình thì lúc nào cũng nóng như là nước sôi, nên khi mà mình thấy 3 năm rồi mà vẫn chưa ra, và chưa kể những cái điều khó khăn của bên điện ảnh cũng làm cho tác phẩm này sản phẩm này khó mà lên phim điện ảnh được trong thời điểm này chứ không phải là lúc đó nữa. Nên lúc đó tôi mới hỏi ý với chị là có thể nào cho em lấy lại để em viết thành quyển sách của em không, vì lúc lâu mà em cũng chưa biết, và mình cũng muốn nó là một cái nền tảng để khán giả biết trước nó đấy đã, chứ thực ra nó chưa là gì hết. Thì mà làm điện ảnh thì thực sự là cũng là khó cho các nhà đầu tư, đó là cái hướng nhìn của mình thôi. Nhưng mà thực ra mình khi mình lấy về thì chị rất là happy, vui vẻ, cho mình thoải mái làm thì thực ra là cũng là sản phẩm của mình thôi. Cũng như chị hỏi là có khó hay không thì rất khó, là bởi vì 7 năm qua mình cứ bị quen với cái việc là viết lời thoại, nên mình cũng bị gọi là sao ta, bị lậm vô cách viết đó, viết kịch kiểu phim nha. Nhưng mà khi mà qua văn học thì nó cần tả nhiều hơn, nó cần cảm xúc nhiều hơn, nó cần tưởng tượng nhiều hơn. Và tưởng tượng đó là mình là chính, mình không còn là biên kịch nữa mà mình giống như là một đạo diễn trong cái sách của mình, nên nó cũng là một khoảng thời gian để mình học hỏi nhiều, rất là nhiều tự học được chính. Và cứ đi sửa lại, tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà bữa nay 2 năm mới xong. Thà mà nếu mà mình làm cái mới thì nó cũng nhanh, còn thay mình dựa trên cái cũ và mình cứ sửa đi sửa lại, và mình phải cho mọi cho nó thấy logic nhất, và logic nhất mình cũng thấy nó chán, tại vì cũng mang cái tư tưởng là mình làm như chị Vân biết, chị hay tưởng tượng nhiều quá nên làm mình cũng bị lây theo cái tính đó, nên mình viết xong một cái cuộc mình cũng chưa đủ cái thế, đổi và mỗi lần đổi thì lại đổi lại từ chương một, nên khá lâu, nhưng mà cuối cùng xong rồi. Hai năm. Jun có thể nói xem về cái lý do và ý nghĩa mà Jun cái lợi nhuận của cuốn sách này. Cái lợi nhuận của cuốn sách này. Em chấp cho cái quỹ nhịp tim gì cho cái quỹ đi kẻ. Dạ. Thật ra nó cũng là có lý do chứ không phải là tự nhiên Jun có cái quyết định là lợi nhuận cũng như là cái lỗ bông mà vào quỹ nhịp tim Việt Nam. Một phần là mình cũng có duyên với cái quỹ này trong vòng 10 năm nay cùng với tất cả những người anh em trong hết viết Việt Nam rồi, cũng làm phim ngắn với họ và cũng làm với họ thông qua chương trình Thanh Vân, và bây giờ mình cũng lớn nên thực ra là mình cũng là một đại sứ của chương trình, nên cái sự gắn bó mỗi tháng được gặp mỗi nên viết cái bị quen. Và thật ra có một nhân vật trong chuyện của mình nó cũng xuất phát từ cái duyên gặp em ấy trong nửa năm ngoái. Năm ngoái nhờ cái duyên gặp em ấy, một em bé thôi, một em bé bị bệnh tim thôi mà bị buồn. Xong rồi tại vì bị bệnh tim nên gia đình nghèo, không có tiền nuôi nên bỏ rơi em ấy. Thì cái duyên gặp em ấy làm cho mình xúc động rất là nhiều, và cũng là cái nguồn cơn để mình quyết định là đổi hết cái nguồn gốc của nhân vật chính trong cái chuyện này. Đáng lẽ ra nó là con ruột nhưng mà cuối cùng mình thay đổi thành là một em bé con nuôi. Bởi vì tôi nghĩ đó là một cái quyết định mà cũng bởi vì nhịp tim Việt Nam, cái tôi duyên gặp em ấy trong cái chương trình tháng 4, tháng 5 năm 2022. Dạ, nó cũng làm mình vất vả, mình đổi thì mình đổi hết, nhưng mà
sau khi xong thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Cái em bé này là thành nhân vật chính ở trong sách của em luôn hả? À dạ, có nghĩa là cái không phải là nhân vật chính mà dùng là cái chất liệu chính. Chứ nói là em ấy thì không, tại vì Duy đâu có nuôi, nó có nhận nuôi, nó có nhận nuôi. À, mình ước mơ nhận nuôi nhưng mà mình lại không, lúc đó mình nghĩ mình còn trẻ mà không có khả năng nuôi. À, nên thôi thì mình viết thành một nhân vật trong sách. Rồi. Ok, thank you.